Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ Omega. Mẫu này thì là lần đầu tiên mình mua được. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em cùng xem nhé, xem nó có những cái gì. Đây là cái đồng hồ mà mình mua được lần này được của người Nhật này. Đấy, tình trạng còn khá là đẹp. Đây, hộp lên anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp Zalo hay là Facebook với mình nhá. Mẫu này thì rất là ok luôn, rất là dễ chơi trong tầm giá anh em nhé, và cũng giá cũng khá là ok đấy, không phải là dễ kiếm đâu anh em nhé. Màu này thì cực là đẹp luôn. Đây, giờ mình sẽ mở ra. Đây, hộp đây anh em nhé. Bọc rất là cẩn thận. Ô, không phải rồi, không phải Omega rồi, không phải mẫu Omega. Omega chưa về rồi. Mình bóc cái mẫu này trước vậy. Mẫu này là dỗ mẫu ta hư rồi anh em nhé. Mình rút tiếng Anh đọc nó không chuẩn. Cái mẫu này thì cũng khá là hot anh em ạ, toàn mẫu đẹp. Đây, không phải Omega, mình thì tưởng Omega không phải. Đây, mình sẽ mở ra luôn. Đây, ta hư, ta he, ta he. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra. Đây là cái hộp nguyên của nó này anh em này. Hộp của nó là mình sẽ bóc ra. Hộp này được làm bằng bìa anh em nhé, bìa nhưng mà cái gia công của nó rất là chắc chắn. Đây, ui, hộp ở trong của nó này anh em này, tinh luôn. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái này ra. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này, có cả thẻ bảo hành anh em nhé. Mẫu này được mua từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, tức là vào dịp Tết anh em nhé. Khách người ta đi chơi Tết thì người ta mua cái mẫu này. Đây là cái thẻ cứng của nó này. Đến 2022. Nếu mà bảo hành 25 thì hết rồi, còn nếu mà bảo hành dài thì vẫn còn anh em á. Đây. Giấy của hãng này. Bảo hành của hãng luôn này. Kokusai Hoso. Tức là cái mẫu này là vẫn có bảo hành cả nước ngoài luôn anh em nhé. Địa chỉ của nó là Tokyo luôn này. Đấy. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng và cái thẻ bảo hành. Tiếp theo nữa là đây cũng là cái quyển sách tạp lô của hãng này. Catalogue. Đây. Cái quảng cáo những cái bộ máy của hãng. Đấy. Xem mình cần gì đâu. Nó sẽ có như thế này. Đấy. Anh em mà mua được những cái đồng hồ này thì nó quá giá trị luôn. Đây, mình sẽ bỏ cái này ra. Đây là cái hộp. Anh em nhá, đây là cái hộp này. Hộp này ở ngoài thì được làm bằng giả da anh em ạ, giả da. Nhưng mà rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn. Cảm quan cầm nắm rất là chắc anh em nhé, như kiểu là da ấy. Đây là giả da thôi, da nhân tạo. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây, trước tiên là về đồng hồ anh em nhé. Đây, mẫu này thì còn khá là đẹp. Đây anh em nhìn này, đều màu xanh, size mặt 40, đầy đủ các chức năng nên có tay dừng kim dây caliber 5 anh em nhé. Mẫu này trước đây mình có một chiếc mặt màu xanh, dây da, và cái mẫu này là dây thép. Tình trạng này anh em này, đẹp long lanh luôn. Cả khóa nữa, khóa các thứ như mới luôn này. Lướt. Mẫu này có size mặt, có kính là sapphire nhưng mà nó có cái lớp mà lớp này lớp phủ chống lóa anh em ạ, nên là dùng không cẩn thận nó sẽ bị chảy. Trước đây mình có một chiếc nó cũng hơi bị chảy. Mẫu này thì hiện tại không bị chảy, nhưng mà nhìn nó có hơn một cái nút này, vết này. Đấy. Cái vết này không phải là vết xước anh em nhé, không phải là vết xước đâu, mà nó cái vết bị như kiểu nó cọ vào làm cho mất cái lớp phủ AR đi. Như kiểu đơn giản là anh em mua cái xe ô tô về xong là phủ bóng ấy, có cái lớp sơn phủ bóng thì nó sẽ bị như vậy. Thật ra nó không sao cả, nhìn nó hơi gợn mắt một tí thôi, nhưng mà tình trạng nó rất là đẹp luôn. Kính là sẽ không bị xước, đầu tiên về kính là sẽ không xước anh em nhé. Đấy,
sai mặt 40 và có hai nịch luôn, nịch ngày và nịch thứ. Góc 12 giờ thì có chữ Carida này và cái logo của hãng và cái tên luôn. Kim với cọc thì thiết kế cực kỳ là đơn giản anh em nhé. Mẫu này chỉ có dạ quang ở kim thôi, còn lại là cọc số không có dạ quang anh em nhé. Cọc số này là không có dạ quang, cọc số rất là đẹp luôn, đơn giản thanh mảnh, bắt sáng rất là tốt. Đấy. Mẫu này thì có độ dày là cũng rất là vừa phải, tương đối. Đây, anh em nhìn này, tương đối nó không dày quá, tình trạng còn mới nhá. Con này là gọi là lướt anh em ạ, bởi vì là dùng mới được 2 năm một chút đây. Đằng sau của nó thì là ghi những thông tin cơ bản thôi. Chống nước 100m, máy auto. Đây switch mét đây. Và đây mẫu này là chạy cái máy, bộ máy của hãng Caliber 5 anh em nhé. Đây là cái mã máy này. Về cái cảm quan của nó thì mình cầm này, cái chất thép của nó rất là tốt và chắc chắn. Đây. Đây, size mặt 40. 40. Đeo rất là vừa hợp tay. Đây màu xanh rất là dễ đeo. Dây thì được làm bằng thép đúc đặc. Dây thép đúc đặc anh em nhé. Để mình lên tay thử nào, xem là cái dây này có độ dài bao nhiêu. Mẫu này thì có dây này là tay mình 16, chỗ này là đeo được khoảng tầm hơn 17-18. Nói chung là tay anh em đeo 20 đeo thoải mái. Tay anh em 20 đeo ok nhé, không vấn đề gì cả. Tình trạng lướt full box, bảo hành mình sẽ bảo hành máy 12 tháng cho anh em. Anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp Facebook với mình nhé. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Tình trạng đẹp long lanh, không một lỗ nhỏ gì cả. Mỗi cái kính của nó hơi bị có một cái vết này thôi, không sao cả, rất là nhỏ. Mẫu này thì giá loanh quanh khoảng tầm 30 triệu đây anh em ạ. Cực kỳ là rẻ luôn. Anh em mà mua liên hệ trực tiếp Facebook hay Zalo với mình thì mình sẽ bán với cái giá tốt nhất cho anh em, đặc biệt là ưu đãi cho anh em khách quen nhé. Đấy. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình.